Đúng. Có vào không? Cái này mình không máu mê cái đấy. Tuổi là một chuyện, với ngay từ lúc trẻ cũng đã không máu rồi. Rồi mình mắc cái bệnh gọi là không hoãn được cái sự sung sướng, đã đi là coi như phải nhậu nhẹt rồi, từ từ thôi. Riêng cái đoạn đấy là thua bác Tuyến, chưa ngoan. Hư nó quen rồi, bây giờ ngoan khó lắm. Người ta phải phấn đấu thôi. Muối là đi buổi sáng hả chị? Đi sáng tối về thôi. Chủ lực quân cách mạng. Đi Hải Dương. Đằng nội có phải là con trưởng không? Em không. Thứ đấy hả? Vâng. Nghe chừng cái chuyện này tôi khói cũng. Ôi, bên nhà anh Tiến là thanh minh này rầm rộ lắm. Em chỉ có cổ động viên thôi. Vừa rồi cũng đấy, hứng chí đây cũng về 2 ngày, về bơ phờ.